có tên của MC Marcos Peña này của tôi. Bây giờ các bạn vào làm cùng tôi luôn nhé. Rồi, ok. Để bắt đầu vào làm thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Ở đây mình có chuẩn bị hai cái hộp có đựng các cái hạt khác nhau như thế này. Hộp đầu tiên thì mình sẽ đựng các cái hạt nó có các cái màu sắc và hình dạng khác nhau như thế này nhá. Ở đây mình có các cái màu như là màu cam này, màu đỏ, màu hồng, màu tím này, màu xanh than. Tiếp theo mình có màu đen này, màu xanh lá, màu trắng, màu bạc, màu nâu, các cái màu vàng này, màu vàng, cuối cùng là màu xanh nước biển này nhé. Về hình dáng thì mình sẽ có các cái hình như là hình quả bóng rổ này, hình tròn có hình trái tim ở giữa, hình ngôi sao, hình vuông nhỏ, hình tròn nhỏ này, hình mặt cười. Tiếp theo mình có hình ống dài, hình vuông to, hình trái tim, hình bầu dục, các cái hình tròn, hình lục giác. Cuối cùng là các cái hạt hình viên kim cương này nhé. Tiếp đến hộp thứ hai thì mình sẽ được các cái hạt nó có các cái chữ cái như này nhé. Ở đây mình có các cái chữ như là chữ S này, chữ Q, chữ R, chữ E. Hàng thứ hai thì mình có chữ R, chữ Y ngắn, chữ B này, chữ A. Hàng thứ ba thì mình có ba cái ô màu đen này. Mình đựng các cái hạt hình vuông nhỏ có các cái chữ cái khác nhau. Hai ô này mình đựng các con số. Ô này mình đựng chữ N, chữ B này. Còn các cái hàng và các ô còn lại mình sẽ đựng các con số và rất nhiều các cái chữ cái khác nhau nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kim để mình sau, một cuộn dây chun màu trắng này. Cuối cùng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kéo như thế này nhé. Khi các bạn đã chuẩn bị xong đi đủ dụng cụ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm luôn nha. Đầu tiên các bạn lấy cho mình cái cây kim này.
Tiếp theo là cái quặng dây chun màu trắng. Rồi bây giờ mình sẽ sâu cái sợi dây chun này vào cái kim này của mình nhé. Rồi mình sẽ nên cái cây kim nó to ra như này thì xỏ nó vào sẽ dễ hơn nhé. Rồi các bạn sẽ xỏ nó vào và sẽ cho nó thừa ra một đoạn dây như này. Để lát nữa mình sâu, mình sẽ cầm cái đoạn dây này mình giữ nó để mình sâu hạt vào nhé. Bây giờ các bạn sẽ đo cho mình chiều dài của cái sợi dây này. Nó sẽ dài khoảng 30 cm nhé. Sau khi đo xong, bây giờ mình sẽ cắt cái sợi dây chun này ra nhé. Mình sẽ dùng cái kéo này để mình cắt nó ra nhé. Và bây giờ mình sẽ quấn các cái sợi dây thừa này vào nhé. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay màu hồng có tên của MC Marcus Penny này của tôi. Bây giờ các bạn vào làm cùng tôi luôn nhé. Rồi sau khi cắt xong, bây giờ mình sẽ đi sâu các cái hạt vào sợi dây chun này của mình nhé. Mình sẽ sâu các cái hạt nó có chữ cái như này vào trước nhé. Rồi đầu tiên thì mình sẽ sâu chữ F này. Tiếp theo mình sẽ sâu chữ R.
sau chữ R mình sẽ sau chữ A này. Rồi tiếp theo mình sẽ sau chữ E. Tiếp đến chữ P. Cuối cùng mình sẽ sau chữ S vào nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sau một cái hạt có màu ở trong chiếc hộp này vào nhé. Rồi mình sẽ sau cái hình tròn màu hồng nhé. Bây giờ mình sẽ đi sau chữ vào tiếp này. Đầu tiên là chữ F nhé. Theo là chữ U. Sau chữ U là chữ C này. Tiếp đến chữ R. Rồi đến chữ A. Cuối cùng mình sẽ sau chữ M vào nhé. Bây giờ mình sẽ sau các cái hạt có màu vào này. Mình sẽ sau trái tim màu hồng. Tiếp theo là hai cái hình mặt cười. Rồi mình sẽ sau tiếp hình tròn có hình trái tim ở giữa. Thêm hình tròn màu hồng. Mình sẽ sau hai cái vào nhé. Cuối cùng là cái hình trái tim này nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần cái kim này ra. Rồi sau khi bỏ cái cây kim ra xong, bây giờ mình sẽ buộc cái sợi dây chun này vào nhé. Mình sẽ buộc nó chặt vào để nó không bị tuột ra nhé.
mình sẽ cắt các cái sợi dây thừa này đi nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong được một chiếc vòng tay có màu hồng như thế này. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye!